Đi xe này giống đi tù quá anh em ơi, má khung sắt đồ ghê quá. Quá đẹp rồi, giờ làm gì giờ? À, là trước kia nè. Bắn con mèo không? Thầy quay lớn nữa thầy. Quay đi. Từ từ để đấy à, đi đâu. Để tôi đi bắt kiến cho đẹp trai nha. Anh em hôm nay làm lại một cái vlog cho vui. Nay đi với chú Ba Thông. Đây. BM, chiếc này là M4. À, đi xe này giống đi tù quá anh em ơi. Má khung sắt đồ ghê quá. Rồi, lượm thôi. À, carbon nhiều quá. Nói lên là người đủ mới có tiền. À, đeo kính đã uy tín rồi đó. Linh linh nào đâu. À, đi BM. À, giờ về không biết cắm sao cho nó. Để chị cho. Để hồi về đi coi. Biết mà đúng không? Ừ. Xe trong bụng đây mà đồ. Má bỏ gì trời. Kéo cho anh em coi chứ. Biết luôn hả? Ừ, đi sao? Đi xe độ làm cái gì? Cho nó qua một khúc luôn. Đi phải. Không ăn. Thua cái nhục quá bạn. Bữa thua phè liền lần à, không dám chạy nha. Không, thua phè thì được. Để thua mấy xe tào lao được à. Làm phát uy tín rồi, nổ. Ở đây là có camera rồi, nó xin xíu nó gửi tích kịch về nhà rồi, nó thu bằng lái luôn. Ghê rồi. Sao có xem đi tù 2 lần bây giờ, lần nữa là mất tòa. À, nghe ghê quá. Đúng đúng chỗ luôn á. Đúng người đúng thời điểm luôn. Cái sao mà không gắn cái này xong rồi nó lật cái lọt cho mày. Lật đổ mới gặp cái núi nè, nó căng căng lên. Xe sáng chưa vậy mất định. Sắp tới nhà ta hình như còn một khúc nữa đúng không? Thì ok, hôm nay anh em mình á sẽ đổ về nhà sạc cái đây cái dây sạc này, sạc cái bình xe của chiếc chiếc đó Subaru đúng không, BRZ đúng không, ok chiếc BRZ wide body luôn. Bao nhiêu hốt? 350. Wheel hay là lốp? Wheel hả?
wheel 350, nhưng trong lốc khoảng tầm 500 chắc. Đâu, wheel phải số lớn hơn trong lốc. Từ trong lốc ra nó đúng nhất, nó chuẩn nhất. Từ trong lốc là hình như phải 350. Ừ. Còn wheel ra là phải lớn hơn, là phải 400. Cái wheel là 350, còn mà từ trong máy ra thì phải gần 500. Gần 500, ủa kỳ đó. Má mình nhớ là như trong lốc với lại wheel nó lớn hơn mà. Cái đó là power ra từ engine đó là gần 500, còn nó, xong rồi nó đẩy dưới cái wheel là 350. Nói chung là không biết này nha, anh em YouTube vô quăng đá vào đầu này vô một cái chứ không biết à. Đồ không biết. Lỏ cái đầu luôn đó. Nhưng mà phải nói là độ cái máy BM này á, nó bóp độ đã ha. Nó cái bắp rang. Bắp rang của con BM này đã. Nó bị tiêu chảy á, nó mới định địa ba. Phải hả? Hèn gì đồ, xe nào chủ nãy à, đâu khác đâu. Ô chỉ đi đâu cái thấy ỉa. Mất ỉa ba đâu. Thấy đi ỉa. Vlog này toàn không. Má mà mốt này có turbo nữa nó mới đã. GTO á, má GTO đã lắm. B. Vừa công tới nhà. Bây giờ sẽ sạc bình con này lên. Thì chiếc này là turbo nha anh em. Có turbo nhỏ tới xíu nè. Tới. Cái này có cái áo turbo vô nhìn nó đẹp. Tới hả? Tới không? Đeo bình nằm đây mà. Đeo cắm. Ở đây. Đâu cắm đây tôi. Coi xem mở lên nó lên đèn không? Chưa đâu. Mày cắm đúng không chưa? Đúng rồi. Nhưng mà chưa đâu, má này chắc chết bình luôn rồi. Nó có nghe tiếng mà. Từ từ nó nạp điện vô cái đã. Cái này đâu phải là kích bình đâu. Phải để nó sạc một xíu. Mà để có chịt chịt chưa? Có chứ. Cũng thử không? Không có chịt đâu. Cái này không là 3.000 mấy. À quá khét luôn. Cái này bao nhiêu tiền nó lắc dữ ta? Đó có 150. À cái thứ 3.000 nó khác ha. Thực ra bình đâu có yếu đâu, vừa bỏ vô cái là lên rồi. Xe này nó không bị ăn bình lắm. Trời ơi đồ nó chơi đồ. Mini dữ vậy. Chút không có vừa. Còn gì? Đầy quá. Mai mốt nó có cái áo của turbo á, bỏ vô nhìn nó đẹp. Má
lại cắt một miếng ngay cái quạt luôn này. Đó, cắt một miếng đó. Là 7 ngày á. Sao mày lên tuôn cái bắn nhất ra đâu, đi sửa lấy thêm 3 tỷ. Dễ ăn nữa ha. Trong đó cho coi cũng đồ carbon hơi bị nhiều à. Ship là xuống số từ từ hay là độ đúng không? Đào ship á, giống như giờ mình dừng số 3 đúng không? Xong rồi bỏ về số 2 xong rồi mới qua số 1 lại đúng không? Thích từ số 3, thích từ số 5 đến số 2 cũng được mà phải dừng. Cũng được. Nhưng mà phải dừng độ hùng á, chứ đang trời sao bỏ vô cha. Đổ xăng ở đâu? Sếp bên trọn nó khác với thơ bộ cái gì. Ông kêu thơ bộ là mày đang đi bộ, thằng nào đẩy lưng mày
con kia là mày chạy bộ đều đều à, đồ vậy mới vui. Giống như chiếc này chạy chậm đạp hoài nó như là chiếc Camry á à. Đúng bút nó mới lên. Cái kia nói chung là xăng này bây giờ xe này full là E85 nha anh em. Chiếc này á là xăng đua, đổ xăng đua full theo xăng đua luôn. Cái này là BOG TS là thông nói là nãy cho mình coi luôn á, là chỉ có 300 chiếc đúng không ta, 300 chiếc trên đất Mỹ hả? Hay là thế giới luôn, hết luôn. Ok, còn nguyên thế giới luôn nha. Thì chiếc TS á, BOG mà TS cái bản này á là rear wheel drive. Hồi trước giờ anh em mình vẫn suy nghĩ là độ BRZ là hay là Subaru tất cả đều là all-wheel drive, nhưng mà cái chiếc này là build ra là để chạy bánh sau. Ừ, thì thường là Subaru là anh em biết tới là độ nó all-wheel drive đúng không, mà chiếc này là chạy rear wheel drive, mình còn hết hồn nữa mà. Má sao có 18 đồng à? Chắc bỏ đi xe đi này mà má nó gấp 3 lần xe mình. Cái xăng này má nó chạy yếu lắm, chạy quá chứ chạy luôn nè. Đó, bây giờ là quay vòng vòng nha anh em. Imagine other people, memory like được. À, chiếc này thằng Thông nói là bỏ vô tiền độ bao nhiêu không? Bỏ vô bao nhiêu tiền rồi quên rồi. 30 mấy shop mà để ngoài trời đồ. Cái thước canh bị hơi lật tí nè, hơi bị lật lên. Giống như uống nước lọc với uống tăng lực vậy đó. Đồ ha. Quá. Rồi, đường này quá đẹp rồi, giờ làm gì giờ?
step đi, làm cái cho bơ 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 bơp chơi. Không có chú step. Ừ. Bấm nút nào quên mẹ rồi. Gì? Có cái nút nào á mà quên. Tối nay đi với mấy người em tìm hay sao? Đúng rồi. Đúng không? Ờ, tại đâu trong group đó, mấy người nhắn đâu biết. Ủa chưa, anh Vương chưa bảo vào group à? Nó cái group kia mà. Ờ. Đúng không? Hay là cái group bắn súng? Nó group gì á? Group gì nè? Orlando Channel nè, chắc chưa? Hình như chưa. Ờ, đâu cần đâu, khi nào đi đâu thì ấy thôi. Cho thằng ghế đi. Kia qua cái kìa.
Để lái giùm con.